Đố các bác biết đây là củ gì? Nhờ xem lại là mọi người đây. Chắc nhiều bác cũng biết rồi, củ này ở chỗ em gọi là củ mã thầy. Hình như tên gọi khác của em nó là củ năng hay sao ấy. Nhìn bề ngoài em nó xấu xí vậy thôi, chứ bên trong là trắng như ngọc trinh. Gọt xong thì các bác nhớ ngâm em nó vào nước muối cho đỡ bị thâm nhá. Củ này các bác có thể mang đi hầm xương, kho thịt, nấu chè. Còn hôm nay thì em sẽ nấu một món rất gì và này nọ, các bác nhớ xem đến cuối clip nhá. Củ năng sau khi băm nhỏ thì các bác cho vào tô cùng với thịt xay, cà rốt và hành lá. Nêm thêm một chút gia vị, muối, mì chính, tiêu và nước tương. Cho thêm một quả trứng gà nữa để tăng độ kết dính. Trộn đều tất cả nguyên liệu lại với nhau, chúng ta sẽ được một hỗn hợp như thế này đây. Vo hỗn hợp lại thành từng viên rồi lăn qua một lớp gạo nếp đã ngâm qua đêm. Làm sao cho gạo nếp phủ kín hết bên ngoài là được. Sau đó thì chúng ta sẽ cho những viên này vào sửng hấp. Nhớ đậy nắp lại cho nó nhanh chín nhá. Hấp khoảng 20 phút là món ăn đã hoàn thành rồi. Gắp tất cả ra đĩa rồi cùng thưởng thức thôi.